Cả nhà hôm nay thấy đồ ăn thế nào? Hả? Ngon không? Pinh, thế nào con? Ngon. Đúng rồi, mẹ đã bảo rồi, cái món mì này nó là cái món mì gia truyền của nhà mình. Mẹ đã đi tìm từng gói mì ở trong siêu thị rồi mang về bóc vỏ đặt lên đĩa thì mới ăn được đấy nhá. Thế bố nó thấy sao? Món mì này nào? Thế giòn không? Không giòn. Ờ, hai cái ông này chưa ăn mà đã phán rồi, sao ông biết nó không giòn? Nhìn là biết. Ô, hai cái ông này hay nhở, chưa ăn đã phán, cứ ăn thử miếng xem nào. Chắc là không giòn đâu. Sao? Giòn không? Không giòn. Không giòn. Tôi bảo ông lần nữa, có giòn không? Không giòn. Có giòn không? Không giòn. Nó giòn. Không giòn. Giòn. Chắc chắn là không giòn. Giòn. Nhìn là biết không giòn rồi. Phải giòn. Thằng Bình, có giòn không? Giòn. Giòn cho xin miếng nữa. Phải đấy. Thằng Bình, có giòn không? Mày bảo giòn là tao từng thu điện thoại mày đấy. Hình như là không giòn là muộn. Bình thường, không giòn. Cái gì? Nó là nữa có giòn không? Không, tao tịch thu điện thoại của mày. Giòn. Mày lừa hồn, tao tịch thu xem điện mày đi bộ rồi. Không giòn. Cái gì? Không giòn á? Tao cắt tiền tiêu bạc của mày đấy, nghe chưa? Giòn. Không giòn. Giòn. Không giòn. Giòn. Đã bảo không giòn rồi. Phải giòn. Không giòn. Nhìn lên biết không giòn rồi. Giòn. Đi ăn nhậu mỗi năm món nào giòn để biết đi. Giòn. Nó rất giòn. Tôi bảo giòn. Không giòn. Giòn. Chắc chắn không giòn. Nó giòn. Tôi đang bảo là không giòn. Giòn là giòn. Món này của bạn quá rồi. Không giòn đâu ạ. Giòn là rất giòn. Có người ta không giòn. Không giòn. Thằng này mày thấy nó giòn không? Nó rất giòn. Mày trả lời ạ. Cho mày giòn nhá. Nói đi. Không giòn. Bây giờ tôi chọn. Một là giòn mì. Hai là giòn xương. Chọn đây. Cái gì? Này. Đừng có mà dọa nhá. Nói là biết là tôi chẳng lấy cái món mì giòn không của bà rồi. Hôm nay tôi ở bên cần thiết. Cần thiết? Tại thế nhá. Ngày hôm nay tôi sẽ cho ông biết sức mạnh thực sự của tôi. Một tiếng nữa gặp nhau ở đây. Một tiếng nữa thì thích đi chiều nhá. Đợi đấy. Chết chú ý phải làm nào bây giờ. Hai người này mà đánh nhau thì không mà sập cả cái thị trấn nữa. Phải ngăn lại thôi. Ôi, có gì từ từ nói chuyện đã. Ồ, không ăn được đâu mẹ, mạnh lắm. Mày yên tâm đi, tao đã tham skip 2 năm rồi. Lần này ấy, chắc chắn sức mạnh của tao sẽ đánh bại được mẹ mày. Hôm nay tao được lên chiến đấu để dừng lại những chuỗi ngày mà ăn cái món mì nó vừa không giòn vừa khô khốc như thế rồi. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, bình tĩnh lại đi. Bố là chắc là bố bị ăn nhiều mì tôm sống quá. Hay là bố bị căng thẳng với mẹ á? Kệ bố mày. Mì tôm giòn không nhà tao là món gia truyền. Đứa nào không thấy nó giòn thì sẽ bị xử phạt, không được xem người chúng ta định. Chết xùi đi làm nào chứ. Ui, bố ơi, bố mẹ bình tĩnh lại đi. Làm gì mà căng thế? Trận đầu tiên sẽ là đầu nhất thuận. Nhất thuận à? Quá đơn giản. Nhận thuật khá lắm. Xem ra ông đứng mạnh lên đấy. Đừng coi thường 2 năm tham skip rồi. Và tôi ấy không chỉ biết mỗi những thuật đâu. Hãy xem Haki không giỏi rồi đấy. Thế thì hãy xem Haki giỏi vô của tôi đây. Mèo chứ. Cứ như này thì cả
xem khả năng sử dụng vũ khí của ông như thế nào. Cái gì? Vũ khí á? Thay mặt ban quản lý tòa nhà nhá, đề nghị hai vợ chồng cũng cay nữa. Ơ, bảo vệ. Chú bảo vệ Huy. Nhanh lên, cả đứng mày trong lại đi. Để chú. Vãi cẩu. Có gì gia đình đóng cửa bỏ nhau nhé. Chú việc bận, đi chơi. Chú đi ơi. Ui dương gì. Được đấy, khả năng dùng vũ khí ông khá lắm. Quá khen. Hai năm ta skip đấy. Khá lắm. Rồi hai xem chủ lực tôi đây. Chưa xem ra. Đúng rồi, vẫn còn một người có thể cứu vãn được. Ngàn bài ngàn sức, xem ra chỉ có nắm đấm mới giải quyết vấn đề thôi. Đây sẽ là đòn quyết định. Bố, ông đến rồi sao? Mày mà thằng Quỳnh gọi cho tao kịp. Yeah. Không thì chúng mày phá nát cái tòa chung cư này ra. Nhưng mà con đứa chơi cái món mì gia truyền của nhà mình không giòn bố ạ. Ôi, bố giúp con đi, con thằng Quỳnh ăn mì cả tuần mình sắp phát điên nơi rồi. Ngày xưa bố con mình ăn cả tháng làm sao đâu. Bây giờ là con đứa thắc mắc thái độ kìa. Đấy là gia đình bà ấy thế chứ. Gia đình bình thường sao mà chịu được. Thôi. Chỉ vì có giòn hay là không giòn mà chúng mày định hủy diệt cả cái thành phố này à? Giờ chỉ còn một cách, đó là tiết lộ thêm một món ăn gia truyền của nhà tao nữa mà thôi. Thay đổi món ăn thì cả nhà đều vui, đúng không? Wow, đấy là món gì đấy hả ông? Đó chính là món mì luộc. Và nhờ có món mì luộc gia truyền, gia đình tôi đã lại quay trở về với những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Mì luộc ngon quá. Bố cứ dùng tự nhiên đâu lắm. Tuy nhiên cũng vì thế mà mũi tên bắt đầu chĩa về cùng một hướng. À, thế tình hình học hành của thằng Pinh dạo này như thế nào rồi? Tôi chết rồi. Bây giờ tôi mới nhớ cô giáo gọi điện là thằng Pinh hỏng suốt cái lớp. Ngày mai là vui đúng không? Bỏ mẹ. Đừng quên ghé qua Pink Store để xem những cái mẫu áo mới nhất của chúng mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chưa chắc đã sắp đâu. Subscribe đi anh em ơi.